Xin chào Ta Phin từ Úc. Hello Ta Phin from Australia. Xin chào cô Lim Mê Chat. My name is Lyndon, and these are my friends Phuong and Erin. Xin chào Ta Phin. Xin chào Ta Phin từ Úc. Xin chào cô Lim Mê Chat. Tôi tên là Lyndon, và đây là bạn của tôi, Phuong và Erin. Erin and I visited you in Ta Phin last year. Erin và tôi đã tới thăm ở Ta Phin vào năm ngoái. We visited Vietnam and were really keen to meet with women in Vietnam and to support you. Và chúng tôi đã tới Việt Nam với cái lòng mong muốn là để giúp đỡ phụ nữ ở Việt Nam. Lyndon and I were really impressed with the work that you were doing to support your future and your children. Lyndon và tôi rất ấn tượng với những công việc các bạn đã làm để mà nuôi nấng con cái của các bạn trong tương lai. We visited for 3 days and took many photographs, film and video and interviews. Chúng tôi đã ở tại làng 3 ngày và thực hiện rất nhiều các cuộc phỏng vấn cũng như là chụp hình và quay phim. When we met you, you told us that you'd like support with bringing more tourists to Ta Phin. Khi chúng tôi gặp các bạn, thì các bạn có đề nghị rằng là chúng tôi nên giúp các bạn để có nhiều khách du lịch tới với làng của mình hơn. Back in Australia, we held an exhibition of the works that we had created with you. Trở về nước Úc, chúng tôi đã tổ chức một cuộc triển lãm với tất cả những cái tác phẩm mà chúng ta thực hiện trong 3 ngày tại Ta Phin. We had the exhibition to show people how beautiful Ta Phin is. Chúng tôi trong một triển lãm chúng tôi đã giới thiệu cho mọi người một làng Ta Phin rất là đẹp. And to encourage people to come and visit you in Ta Phin. Và khuyến khích mọi người nên đến thăm các bạn tại Ta Phin. At the exhibition, people bought photos of beautiful Ta Phin. Tại cái buổi triển lãm, mọi người đã mua các bức tranh của về Ta Phin rất là đẹp. And we now have a small donation for you. Và bây giờ chúng tôi đã quyên góp được một cái món tiền nhỏ cho các bạn. Which we hope will help you build a bigger market. Mà với số tiền đó chúng tôi mong muốn là các bạn có thể sử dụng để mà xây một cái chợ lớn hơn. We are looking forward to seeing you early in the new year. Chúng tôi rất mong được gặp các bạn vào đầu năm mới tới đây. We would like to share what we have made with you. Chúng tôi rất mong muốn chia sẻ với các bạn những cái tác phẩm chúng tôi đã làm với các bạn. And the web links you'll find at the end of this video to share the photos and stories that we wrote and the film. Và các bạn sẽ tìm thấy theo cái đường link ở dưới đây trên mạng internet những cái tác phẩm chúng tôi đã làm về những cái photo chúng tôi đã chụp và những bộ phim cũng như câu chuyện tôi đã dựng về các bạn. And when we visit next year, we will bring the donation, ourselves and our photos. Và khi chúng tôi đi thăm các bạn vào năm tới, chúng tôi sẽ đem các hình, đem số tiền quyên góp cũng như là các cái bộ phim để tới cùng chia sẻ với các bạn. I can't wait. I want to be there now. Chúng tôi không thể là chờ được. Yeah, xin chào các bạn. Tạm biệt.